Xuất hiện tại show Hàn Quốc, Mỹ Tâm đạt được thành tích mà nhiều idol K-pop mơ cũng chẳng được. Hình ảnh nữ ca sĩ bên anh Hổ hiện vẫn đang được bám trụ trên top clip đáng chú ý nhất hiện tại ở Hàn Quốc trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Mới đây, Mỹ Tâm khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trong show thực tế. Big Picture của hai anh em Running Man, Kim Jong Hoop và Haha xuất hiện với vai trò khách mời. Mỹ Tâm có màn ra mắt vô cùng ấn tượng. Bằng sự đáng yêu nhí nhảnh nhưng không kém phần duyên dáng, nữ ca sĩ khiến cho khán giả cả hai nước tỏ ra vô cùng thích thú. Vừa mới bước vào, họa mi tóc nâu đã khiến cho cả trường quay yêu mến khi cô nở nụ cười tươi và gửi lời chào mọi người bằng tiếng Hàn một cách dễ thương. Điều này khiến cho các nghệ sĩ Hàn Quốc vô cùng thích thú và vui vẻ đáp lại ngay. Anh chàng Haha còn dành tặng Mỹ Tâm các câu nói bằng tiếng Việt như "Anh yêu em đẹp quá", khiến cho nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng tỏ ra vô cùng bối rối và ngại ngùng cảm ơn. Được biết, trong show thực tế này, ngoài sự duyên dáng đáng yêu của Mỹ Tâm, còn gửi đến khán giả và các nghệ sĩ nước Hàn Quốc một đoạn trong ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Vì trước đó, nam ca sĩ Kim Jong Kook tò mò về album lọt vào bảng xếp hạng của nàng họa mi tóc nâu. Sau khi chương trình phát sóng và được đăng tải trên Internet, Mỹ Tâm đã bất ngờ được lên luôn trang chủ cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver. Hình ảnh nữ ca sĩ bên anh Hổ hiện vẫn đang bám trụ trên top clip đáng chú ý nhất hiện tại trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Mỹ Tâm xuất hiện trên trang chủ Naver, điều mà nhiều idol K-pop cũng chẳng được. Sức hút của Mỹ Tâm quả không phải là điều bình thường, xứng đáng là niềm tự hào của Việt Nam. Bạn đã xem clip này chưa? Mỹ Tâm quả thật đáng yêu ngoài sức tưởng tượng đấy chứ.